coi hình à. Cưng quá à. Trời ơi, thích mấy bà mén vậy. Bà mén nó nhìn nó cưng gì đâu luôn á trời. Bà để cái bông đó nè, thấy không? Giống hồi sáng á, thằng Duy nó ẵm đứa con ở đó, nó cho em coi đó, dễ thương dễ sợ. Gái dễ thương. Anh thích trai hay gái? Anh thì con nào anh cũng thích, nhưng mà con gái thì có vẻ là thích hơn. Chứ còn cái gì nữa? Chứ bây giờ hả, có thằng Andy nó con trai ở nhà mà suốt ngày anh với nó đi lộn hoài à. Con trai nó là anh em của mình, con gái là con mình. Người ta nói là gì, con gái là người tình kiếp trước của ba đúng không? Em nghe câu đó. Cái câu đó là không biết, nhưng mà thì thường cha thích con gái, mẹ thích con trai vậy thôi. Chị nói thiệt với tụi bay nha, hồi lúc mà Andy còn nhỏ nha, là tao tưởng đâu là thằng Andy với ổng là không bao giờ nhìn nhau luôn á. Andy mê ổng đến mức mà chỉ cần thấy ổng thôi là chưa biết nói nha, là đã dơ tay vậy rồi. Còn ổng là thôi đi chỗ khác đi, please. Đuổi con mà đuổi vậy đó. Hồi nhỏ tao gây với ổng hoài luôn á. Tao nói nè nha, mai mốt mà có đứa gái đi vào đội lên trên đầu, y như rằng vậy. Andy 8 tuổi thôi, giờ nhìn mặt nhìn hình mấy bà mén là mê nè. Không phải, tại hồi đó mình đi làm về á, mình chạy xe máy ngoài đường dơ, con hay nhào nhào qua. Thôi đừng ngụy biện. Sợ. Em nói anh, mai mốt có đứa con gái anh đội anh đầu thiệt luôn. Nhưng mà làm gì làm nha, con gái con trai gì cũng vậy, đội ai đội nhưng phải đội tôi đầu tiên. Con nào cũng là con, chỉ có con vợ là mẹ thôi. Con nào cũng là con, chỉ có con vợ là mẹ thôi. Nhưng mà anh thích con gái đúng không? Đúng, anh thích con gái. Thấy chưa, tôi nói mà ok. Anh là con trai mà anh phải thích con gái chứ. Rồi anh sẽ có con gái. Ai cho, em cho. Để coi.